Rồi mời Cưng ngồi xuống đây luôn. Mời hai bạn mở mặt nạ của mình ra nè. Trời ơi, tôi coi như là bạn gái luôn, tôi mở giùm nha chứ thượng trai tự mở đó. Rồi, đẹp trai đẹp gái đầy đủ. Bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay nha. Em chào chị Cát Tường và chào bạn chơi ở bên kia. Em là tên là Lưu Phương Tấn, sinh năm 1988. Quê em ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà nguyên quán của ba thì ở bên Trung Quốc rồi. Ồ, vậy hả? Dạ. Nhưng mà em sinh ở bên đây đúng không? Dạ đúng rồi. Tại Tấn đang làm công việc gì? Hiện tại em đang làm nhân viên tư vấn về cái website. Trước đó thì mình làm gì? Trước đó thì em làm nhiều công việc lắm. Có làm về bên sale cái website, fanpage, rồi còn có mở cái shop về kinh doanh đồ cosplay nữa. Ồ, vậy hả? Rồi, ok, vậy cũng được. Còn em? Em tên là Nguyễn Lê Tuyền. Em 28 tuổi. Hiện tại thì em làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc là trưởng phòng kinh doanh. Quê em ở Lâm Đồng. Ngân hàng, đó, trưởng phòng kinh doanh ngân hàng bự à nha. Sắp tới tôi có vay tiền vô nhờ hỗ trợ nha. Mình xuống đây lâu chưa? Xuống 10 năm rồi. 10 năm, rồi hiện tại mình đang sinh sống với ai? Ở một mình ạ. Ở một mình, làm ngân hàng, ở một mình ở đâu? Ở Phú Nhuận. Phú Nhuận, là mình ở một mình, bên đây là ở với ba mẹ. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì Tuyền? Em là một người rất là chăm chỉ và nỗ lực trong công việc. Và là một người rất là tự tin. Còn điểm yếu của em thì là em là người hơi run khi mà gặp người lạ. Em cũng hơi lười biếng. Trời ơi, lười biếng mà sao lên tới 10 năm mình lên tới trưởng phòng ở trong ngân hàng dữ vậy? Lười tức là lười làm việc nhà, lười mấy cái việc ở nhà. Nhưng mà trong công việc em có thể kể một chút xíu về cái những ngày đầu em xuống. Làm sao mà trong 10 năm em được cái vị trí ngày hôm nay? Đầu tiên em năm 2013 thì em mới đi làm nhân viên là khoảng 2 năm. Sau đó thì xin làm quản lý. Và từ quản lý thì lên được giám sát thôi lên trưởng phòng. Qua 3 công ty rồi. Mà nói nghe nè, nhìn đẹp trai quá mà không có gái mê hả? Hỏi thiệt, hỏi nghiêm túc mà. Tao không hiểu, tao hỏi thôi. Có mà không thích lại gì? Có mà không thích lại. Nhưng mà hồi em còn trẻ em có thích gái không? Hay là bao nhiêu tuổi thì em biết là em không thích gái? Từ năm lớp 9 thì em biết là em thích con trai. Năm lớp 9 em biết thích con trai. Yeah. Tự nhiên sao em biết? Có là ai đó đến dụ dỗ em trước? Hay là tự em phát hiện con người mình như vậy trước? Cái cảm giác tự nhiên thôi chị. Tức là cái bản thân mình đã như vậy á. Có nghĩa từ nhỏ lớn là lớn lên là biết yêu đương là thích con trai liền luôn. Em thì sao ạ? Điểm mạnh của em thì chắc là em có biết về may vá chút xíu. Rồi em cũng có biết về nấu ăn. Điểm yếu thì chắc là nghe có nét tương đồng với bạn bên kia. Hơi lười và hơi nhút nhát khi mà gặp người lạ. Rồi cũng có một câu hỏi giống như hỏi bạn bên kia vậy đó. Hồi đó vô có thích bạn gái lần nào chưa? Chưa chị. Chưa luôn. Lúc nào thì em phát hiện được giới tính của mình? Chắc là đến tận cấp 3, cuối cấp 3 luôn thì mới biết được. Tại vì lúc đó là như bạn bè thì cái tuổi đó là cái tuổi dậy thì, cái tụi nó hay rủ coi phim người lớn đó. Nhưng mà khi mà coi phim người lớn thì em không có để ý phía bên kia, em chỉ để ý lên cái vai nam thôi. Đó, cho nên ra là cũng thấy cũng kỳ kỳ, rồi sau này mới nhận ra là mình tự thấy mình kỳ kỳ. Đúng rồi. Nhưng mà thật sự là em đã có mau với gia đình chưa? Em thì chưa có con ao với gia đình. Chứ còn ở ngoài xã hội thì kiểu như bạn bè, đồng nghiệp, những người quen biết em đều biết. Nhưng em nghĩ ba mẹ em biết không? Em nghĩ là mẹ em chắc có biết. Tại vì mẹ cũng có theo dõi cái Facebook. Nhưng mà chưa bao giờ mẹ hỏi trực tiếp em. Chưa. Thế hôm nay em tham gia chương trình này là em muốn come out với gia đình luôn đó phải không? Cũng hên xui rồi chị. Tại vì gia đình em á, vốn á là bên nội của em á, ba của em với lại mấy cô mấy gì rồi hầu như là rất là ghét về LGBT. Nhưng mà là em tham gia chương trình vậy là biết rồi. Thí dụ ba mẹ em không coi đi nữa, bà con chòm xóm cũng coi chứ. Yeah. Nếu mà như vậy thì chắc em sẽ tìm cách để mà mình come out. Có lẽ đồng minh của em là bà dì của em á, thì dì hiểu hơn về cái vấn đề của cái thế giới thứ ba. Nên chọn một ngày nào đó nó thích hợp mình tâm sự trước, chứ đừng để gia đình bị sốc, thà mình nói trước. Dạ. Ha. Rồi trong cái quan hệ cộng đồng LGBT, trong cái mối quan hệ của em thì em là cái xu hướng là xu hướng nào? Em thì là sen. Sen là sao? Tức là lúc mình sao quen cũng được. Đúng rồi, sao cũng được. Mình quen top thì mình là boss, quen boss thì mình là top. Sao lời cái gì? Ngộ vậy. Ủa cái đó là do mình tự thích hay là nó như thế nào em, hay là có cái quy định? Có thể là do cái tính cách đó chị, tại vì em cảm thấy cái lúc mà khi mà em quen một bạn nào đó thì khi mà yêu rồi á thì người kia muốn gì thì em sẽ chịu ở cái vị trí đó. Đó là thuộc về cảm xúc. Đúng rồi. Chứ không có trong cái giới mình không có cái quy định bắt buộc là ai phải là như thế nào, đúng dạ, không? Đúng rồi. Là do cảm xúc của mỗi người thôi, đúng không? Dạ. Thế còn em? Em thì cái nào cũng được nhưng mà thiên về nằm dưới hơn. Là boss hơn đúng không? Dạ. Nhưng mà cái gì cũng được. Dạ. Vậy là hai bạn cũng có vẻ là giống nhau, như chị coi giống như là lưỡng đi. Lưỡng là cả hai luôn á, sao cũng được nha. Chứ hồi nãy em từ dùng từ sen hả? Sen. Sen dạ. Sen, ok. Rồi hiểu rồi. Em come out chưa? Chơi với gia đình thôi ạ, còn ai tôi không biết rồi, đồng nghiệp hoặc là sếp. Sao cũng giống bên đây quá vậy? Dạ. Trong đồng công ty biết chưa? Có ai có nói ra nói vào, có ý kiến ý còi gì không? Dạ không.
Nhưng mà miễn mình làm tốt cái công việc của mình thì thôi đúng không? Nhưng mà đó giờ đi làm trong ngân hàng tiếp xúc nhiều, có bao giờ bị gái tấn công chưa? Chưa, đi làm thì em nghiêm túc lắm vậy. Vậy có bị trai tấn công không? Không. Không luôn. Lên Sài Gòn lập nghiệp mà không có bị cám dỗ gì trơn trọi hả? 10 năm không có bị cám dỗ gì trơn trọi hả? Cũng có nhưng mà nó cũng không có, tức là em lý trí thì em cũng biết cách giải quyết chị. Em trải qua mấy mối tình rồi cưng? Em nếu mà nói về chính thức thì 5 mối tình. Mối tình nào theo em nghĩ là nó sâu đậm nhất? Em nghĩ là cái mối tình đầu luôn á. Cảm giác là khi mà chia tay nhau rồi mới biết là mình yêu người đó như thế nào, với lại cái cách chia tay thì nó không được tốt đẹp cho lắm. Chia tay có sao? Người thứ ba. Chia tay sao không tốt? Ai có người thứ ba? Người kia có người thứ ba. Tại vì cái mối tình đó thì lúc mà tụi em quen nhau đó là hồi xưa, cách đây cũng lâu rồi đó. Đó là em hồi đó mới có 19 tuổi thôi, thì em tham gia những cái trang hẹn hò trên mạng á, thì cũng có quen với bạn đó rồi hẹn đi chung với nhau, rồi có mối quan hệ là bồ bịch như vậy, quen thử xong rồi đi chơi. Mà tại vì bạn đó bạn làm đầu bếp á nên là cái thời gian không có nhiều, đó là một tháng tụi em mới gặp nhau có một lần à. Mà một lần như vậy thì thường là sẽ đi chơi xa mấy ngày luôn. Đi chung với nhóm bạn luôn như vậy. Thì cũng rất là nhiều kỷ niệm, và đến cái lần đi chơi cuối cùng á thì bạn đó đi chung trong một nhóm bạn luôn á, là có cái người thứ ba đó, và bạn đó bắt đầu là kết cái người kia và quen cái người kia, và bắt đầu đổ lỗi là em thế này thế nọ, rất là nhiều lý do, xong rồi chia tay. Em có nắm níu không? Người đó nói là cắt đứt liên lạc, em chỉ nhắn lại một tin nhắn là ok thôi, chứ thậm chí chưa gặp mặt luôn tới giờ luôn. Dạ. Nhưng mà để lại cho em rất là nhiều cảm xúc, em vẫn nhớ hoài về cái mối tình đúng đó rồi. Sau bao lâu thì em mới quen được cái mối tình kế tiếp? Tới tận 2 năm sau luôn mới quen được một cái người tiếp theo. Quen bao lâu? 5 rưỡi. Rồi cũng lâu quá ha. Nhưng mà quen có 1 năm rồi. Nhưng mà sao mà ở chung với nhau luôn rồi mà cuối cùng cũng phải tách ra? Bạn đó lý do là em quan tâm bạn đó quá, giống như là mẹ của bạn đó. Khổ tâm quá, bực rối, rắc rối quá ha. Dạ. Sao cũng không được hết trơn á. Nhưng mà thời gian đó em ra ngoài em ở chung như vậy, ba mẹ em sao rồi không phát hiện, không biết gì hết hả? Em nói em chưa có mau gia đình mà. Thực ra thì do cái khoảng thời gian đó là em bỏ nhà đi bụi luôn. Trời đất ơi, sao bỏ nhà đi bụi? Từ nhỏ là kiểu như em với gia đình là cũng không có được cái mối quan hệ tốt á, lúc nào cũng cảm giác như là mình bị bỏ rơi á. Hay bị đổ lỗi rất là nhiều thứ, mà thường thường là những cái lúc đó thì em sẽ qua nhà để mà tâm sự với ngoại. Cái lúc mà em bỏ nhà đi đó thì là ngoại em mất rồi, cũng như là không còn cái chỗ dựa luôn. Kiểu như là tới giọt nước tràn ly á, nó dọn ra ngoài ở luôn một thời gian. Thì trong cái khoảng thời gian đó thì ở ngoài là cắt đứt liên lạc với gia đình, cho nên không có ai biết gì hết. Mà thường ta nói, những người trong cộng đồng LGBT là thường sống đơn độc, nói vậy đúng không? Mà đáng lẽ thì dù mình có cái chỗ tâm sự thì đỡ, em come out thì em sẽ dễ hơn, còn em không come out nữa thì cái cảm xúc của em nó như thế nào? Khó chịu lắm chị. Tại vì nhiều khi có những cái mình muốn nói với gia đình nhưng mà lại không nói được. Sao mình không nói đại đi cho nó thoải mái, nhẹ nhàng? Tại vì mỗi khi mà muốn nói thì kiểu như là ba em á, ngồi xem TV mà gặp những cái chương trình mà nói về LGBT thì lúc nào cũng là hằn học rồi, kiểu như kỳ thị á. Không chiều chuộng thì cũng mất, mà chiều chuộng thì cũng không được luôn. Cái mối tình cuối cùng là em chia tay cách đây bao lâu rồi? Cái mối tình cuối cùng em chia tay thì cách đây gần 2 năm. 2 năm có nghĩa là 2 năm qua là một mình. Dạ. Tại sao trong 2 năm qua không tìm được cho mình một người nào khác? Mình quen quá nhiều trường hợp mà lúc nào cũng dẫn tới cái kết cuộc nó không được đẹp, cho nên là em sợ yêu. Rồi, để chị nghe không, bạn trai như thế nào, bên đây như thế nào nha. Mấy mối tình rồi? Dạ, 2 chị. Mối tình là đầu tiên như thế nào? Đầu tiên thì hai người gặp nhau ở một cái cửa hàng sách, trong một cái buổi ký sách của một cái tác giả. Thì rồi đó quen nhau thì rất là khổ, và cả hai cũng không có công ăn việc làm gì hết. Nhưng mà sau lý do thì là quen nhau thì được 2 năm. Lý do cái mối tình thì rất là sâu đậm, rất là nhiều kỷ niệm đẹp. Lý do chia tay là đi làm rất là về trễ, 8-9 giờ tối mới về. Thì người đó thì cảm thấy là trống vắng, người ta tìm một cái người thứ ba. Thì khi mà xác định thì cả hai cũng phải dây dưa, phải cả tháng xong mới chia tay. Rồi mối tình thứ hai? Là quen trong công ty, quen nhau thì cũng được gần 1 năm. Là lý do chia tay là tại vì về cách biệt tuổi tác thì không cùng cái định hướng về cuộc sống. Quen được bao lâu? 10 tháng. 10 tháng à? Rồi dạ. Bây giờ ở không tới nay là bao lâu rồi? 2 năm chị. Cũng 2 năm luôn. Trời, nói chị thấy hai người này trùng khớp nhiều cái lắm luôn nha. Hai người đều sen nè, chia tay mới gì 2 năm nè, ở không 2 năm. Thấy nhiều cái cũng hơi trùng khớp. Hy vọng hôm nay các bạn sẽ tìm được một cái sự đồng cảm với nhau. Yeah. Rồi, bây giờ mẫu người lý tưởng em là muốn tìm người như thế nào? Em thích người lớn tuổi hơn, chững chạc. Rồi, bạn này 32. Yeah. Lớn hơn 4 tuổi được không? Đủ chưa? Rồi, em muốn tìm mẫu người như thế nào? Nói nghe coi, trời, cái hình mà đông người dữ vậy nè. Muốn tìm người như thế nào? Muốn tìm một cái người mà cao ngang tầm em là về vóc dáng nè. Còn về tính cách đó thì hòa đồng và biết quan tâm cái đối phương chút xíu là được. Có điều gì em không thích
ở cái người bạn đồng hành với mình không? Không thích thì nhiều khi mà mình quen nhau rồi mình mới biết được cái không thích của mình là gì. Ừ. Rồi còn em? Em thích người cao hơn em một chút, công việc thì ổn định và có cái định hướng là xác định lâu dài. Em cao bao nhiêu? Em 1m7. 1m7. Hồi xưa giờ em sống, những cái hai cái mối tình của em là em có ra sống chung với người ta chung một nhà luôn chưa? Mối tình đầu thì có, còn mối tình sau thì không. Bây giờ là em muốn tìm tới một cái mối quan hệ nghiêm túc, lâu dài, đúng không? Nghĩa là cùng sống với nhau. Ủa bây giờ em về nhà lại rồi, sau cái thời gian chia tay bạn đó là bỏ nhà đi bụi đó là về nhà lại rồi. Dạ. Đúng không? Còn mối tình sau cùng này là có ra ngoài ở riêng không? Dạo sau này là có dạ, ra ngoài không? Ở... Tại vì bạn kia bạn cũng không có come out với gia đình á, nên là gia đình bên đó cũng cấm cản nhưng mà không có ra được. Em có mong muốn tìm một cái mối quan hệ mà cả hai cùng come out để mà được sống chung với nhau. Nếu mà được như vậy thì được, tốt quá chị. Rồi, đây tìm đi. Em ấy trong đó đó, bốn chàng trai ấy. Rồi có ảnh ở trọng á, hình mặc dù hơi đông người nhưng mà cũng có mấy chàng trai thôi à, mở ra tìm là thấy liền à. Em nghĩ là bạn này. Tại sao em chọn bạn đó? Em nghĩ trong cái dàn này thì ở cái độ tuổi 28 chắc là bạn này. Bà thích bạn đó không? Dễ thương ha. Dạ. Được, để nó đi. Bên nào, anh nào? Chắc bạn này quá. Tại sao chọn anh đó? Em đoán cũng là độ tuổi chắc là bạn này thôi. Ừ, rồi, hai bạn hãy giữ cái tấm hình đó đi. Và xem cảm nhận của chúng ta ngày hôm nay có đúng không nha. Ai sai bị phạt nha. Rồi, 1, 2, 3. Sao? Thôi mình phạt sau đi, bây giờ mình tặng quà trước đi rồi tôi phạt nè. Anh đoán đúng em đó, mà em đoán trật ảnh nha. À, anh có hai quyển sách tặng cho em. Tại vì anh cũng không biết là mình có đọc qua hay chưa. Nhưng mà quan trọng ở chỗ là anh có một cái vấn đề về đọc sách á, cho nên ra là anh tặng cái cuốn sách này cũng mục đích là ví dụ như sau này mình có quen nhau thì em đọc cho anh nghe. Ừ. Em cũng có hai cuốn sách em rất là thích thì em cũng tặng anh. Dạ. Ủa sao ngộ vậy? Dạ. Hai đứa đã biết nhau trước ở ngoài đăng ký tham gia chương trình hay sao vậy? Dạ không. Sao làm gì bữa nay trùng hợp dữ vậy? Nhà dạ Kim. Ủa mà tại sao bên nào cũng tặng sách mà bên nào cũng là tặng hai cuốn, tại sao không tặng một cuốn mà tặng hai cuốn? Vì cái số 2 nó đẹp hơn số 1. Cuốn nhìn nó mỏng quá. Rồi rất trùng hợp mà cùng tặng sách mà lại cùng tặng hai cuốn nữa. Rồi bộ em không có đọc sách hả? Phải có bạn trai, phải có bạn mới đọc. Em rất là muốn đọc sách chị, nhưng mà quan trọng ở chỗ là em mà cầm cái cuốn sách lên là 15 phút sau em ngủ. Trời đất ơi, vậy mà mua sách tặng người ta để người ta đọc, người ta đúng kể không? Mình nghe. Tại hồi đó giờ là toàn là người yêu em nè hay là người thân em đọc sách cho em nghe mà. Hay quá, thôi vậy cũng được. Bây giờ phạt nè, bên này sai, đoán sai em bây giờ phạt bạn đấy cái gì? Rồi, phạt gì nói đi. Biết hát hò nhảy múa gì không? Biết hát một chút. Rồi, vậy hát một chút, hát được không em? Dạ được. Rồi. Yêu là cứ sợ mất, yêu là buồn ngắn ngơ, yêu là như thiếu đó tim gan mỗi khi ai kia là vương, yêu là gần cũng nhớ, yêu là xa cũng gần, yêu là như một quen đời. Dễ thương thôi, yêu tới đó thôi. Còn yêu như là cái gì về hai đứa nói chuyện riêng với nhau, hát nhau nghe. Rồi bây giờ chị Tường sẽ dành ít phút cho hai bạn tâm sự riêng với nhau, mà mình sẽ thưởng thức những món ăn ngon tại nhà hàng vì mình lại hẹn trưa mà, đúng không ạ? Dạ. Bây giờ Tường xin mời hai bạn thưởng thức món sushi của nhà hàng Phiêu Mười đó. Ăn ngon nha, nhưng mà nhớ vừa ăn nhiều tâm sự nói chuyện với nhau nha. Dạ. Ít phút chị Tường quay lại, mời hai bạn ngon miệng. Mời em. Em có thường hay ăn cái món Nhật không? Cũng thỉnh thoảng anh. Cuối tuần anh thường làm gì? Cuối tuần thì chắc là nếu mà có hẹn bạn bè đi chơi á thì đi dã ngoại ở ngoài hoặc là đi xem phim. Anh có một cái gì mình muốn hỏi là cái gì mà sau này khi mà mình quen nhau rồi á, giả dụ như trên lúc mà hai đứa đi chung với nhau mà gặp vô tình thôi, mà gặp cái người yêu cũ á, thì em sẽ giải quyết cái tình huống đó như thế nào? Thì cái tính em là một khi mà em quen ai á thì em rất là trust, rất là tin tưởng người đối phương. Thì em cũng cảm thấy rất là bình thường, thì em sẽ hỏi anh như thế nào đó, ABCD gì đó. Và em có một cái biệt tài là phát hiện được ai nói dối đó, cho nên là không ai mà anh nói dối em cũng biết thôi. Bây giờ anh đang nói dối em nói thật. Ví dụ như là khi mà mình quen nhau như vậy, khi mà sau này á mà gặp cái sự phản đối của gia đình á, thì em có cái hướng giải quyết như thế nào để mình bảo vệ cái tình yêu của hai đứa? Thì nếu mà quen nhau thực sự á, thì nếu mà đã xác định rồi á thì chắc chắn thì mình phải nói thôi.
Nhưng mà em nghĩ là chắc là bên bên phía gia đình cũng sẽ chấp nhận một vào một ngày nào đó thôi. Thì quan trọng là cái cách của mình cư xử như thế nào và cách của mình yêu thương như thế nào để cho người ta thấy được. Nhà anh dữ lắm á. Còn anh thì sao? Anh thì anh nghĩ nếu mà đã muốn lâu dài với nhau rồi á, thì cái chuyện mình đấu tranh để mà mình bảo vệ cái tình yêu đó là chuyện tất yếu thôi. Có thể là ngày 1, ngày 2 không được thì mình phấn đấu dài lâu. Chưa giờ có đấu tranh chưa? Chưa đến mức nữa, mình đấu tranh đã phải ở mình rồi. Tại vì anh rất là thích về cái việc mà kinh doanh á. Ví dụ mà sau này mà hai đứa có dọn ra ở chung với nhau thì mình có thể kinh doanh chung một cái gì đó, thì em có nghĩ là mình sẽ kinh doanh một cái ngành nào không? Em cũng định là kinh doanh nhưng mà chắc là phải 5 năm nữa hoặc là như thế nào đó. Hiện tại thì công việc cũng đang tốt, với lại là em cũng muốn là tập trung cho công việc. Thì anh cũng rất là muốn kinh doanh mà về ngành hàng ăn uống, với lại cũng như hồi nãy anh có nói là hồi xưa anh có từng là về học may, mình cũng làm về cosplay á, là anh cũng muốn kinh doanh lại về cái ngành đó. Anh gặp em thấy sao? Đẹp trai. Không à, hồi nãy lúc mà nhìn vô tấm hình là biết liền luôn á. Sao biết? Không biết là do trực giác hay sao, nhưng mà thường thường anh nghe giọng nói thì anh sẽ đoán được cái vóc dáng của người đó. Anh cao mét nhiêu vậy? 1m75. 75, sao nhìn trong hình nó nhỏ con vậy ta? Hơi lụt. Lúc ngồi á thì em thấy cái ông đó rất là nhỏ, chắc là em nghĩ không phải. Sở thích của anh là gì? Anh thích đi xem phim nè, thích nghe nhạc nè. Anh là người hướng nội hay hướng ngoại? Tùy trường hợp. Anh có làm biến dọn nhà không? Cái đó thì khỏi phải nói, anh không có làm biến dọn nhà đâu. Anh thích chăm sóc nhà cửa mình, thích giặt giũ và chờ người đó về nấu ăn. Em thì không có vậy được. Nãy giờ mới có phân bố công việc nhà thôi hả? Tính dọn về ở chung rồi hả? Sao phân bố công việc nhà em mà? Thì em cũng có tính dọn về ở chung. Tính rồi luôn rồi hả? Nãy giờ tính luôn rồi hả? Trời hay quá, tôi mới ra ngoài tôi kiếm đồ ăn, tôi chưa kịp ăn hết luôn mà tôi vô ở đây về ở chung luôn rồi. Hai bạn thấy nãy giờ sao mình trò chuyện thì mình thấy mình hợp nhau ở những điểm nào? Em nói trước. Như là về cái thời gian làm việc cũng như là cái cá tính thì có vẻ nó có cái nét tương đồng ở trong đó vậy. Em định là em sẽ giữ vai trò gì trong mối quan hệ này? Tùy vào không, bây giờ không có tùy, em nãy giờ em nói chuyện thôi. Hồi nãy giờ em nói chuyện, chị đang hỏi thật. Còn cái chị ốp về tính sao? Hiện tại nãy giờ trao đổi, em cảm thấy em thích giữ vai trò gì trong mối quan hệ này? Chắc là vai trò là chồng. Nãy nghe người ta nói thích làm vợ bởi vậy. Nãy giờ em cảm thấy những cái điều gì em và anh ấy không hợp? Nãy giờ em chỉ để ý là chắc là gia đình anh này hơi khó. Gia đình anh hơi dữ, nhưng mà anh cũng đã từng bỏ nhà đi bụi rồi đó. Mà em nghĩ không nên như vậy. Nên được sự đồng ý của gia đình, nên tìm một cơ hội come out trước. Và đồng thời cái chương trình này nó ra luôn nữa là nó phù hợp cùng một lúc. Bởi vì cha mẹ nào dù cuối cùng rồi không lẽ bỏ mình sao? Tại vì giờ em như vậy rồi, em đâu có thể thay đổi được đâu. Đâu có thể bắt em lấy vợ sinh con được đâu. Đúng chưa? Rồi riết rồi cha mẹ cũng phải chấp nhận thôi. Không lẽ bỏ em. Rồi thôi sẵn em cũng vậy nữa chứ gật cái gì. Về rồi hai bạn bàn với nhau come out luôn đi. Nếu hai bạn đã đồng ý gật đầu thì chị nghĩ nhân cái sóng truyền hình đây, chúng ta nên come out với gia đình luôn đi. Biết đâu gia đình đang coi được lúc này, mình mới thấy là cái sự trân trọng của mình dành cho gia đình. Chị muốn nghe nè, cái gì mình chủ động chứ đừng để thiên hạ nói cho nhà mình nghe, nó khó chịu lắm. Thà là mình nói, đúng không? Rồi em thanh niên làm trước, đứng lên cương, nhìn thẳng về máy quay. Con có điều muốn nói với ba mẹ luôn á, là thực sự ra bữa giờ là ba mẹ cứ liên tục nhắc tới cái chuyện mà cưới vợ rồi sinh con, liên tục ép á, thì con cảm thấy rất là bức bối. Bởi vì có một cái mà con chưa có nói với ba mẹ từ nhỏ đến giờ luôn á, là con không có thích con gái. Mà bây giờ nếu mà có cưới vợ vậy thì chỉ có làm khổ cho cái người con gái mà con sẽ cưới thôi. Nên là nhân ở đây thì con muốn nói với ba mẹ luôn á, là con thích con trai và con muốn được sống với chính mình. Cũng mong là ba mẹ sẽ chấp nhận con. Rồi, cảm ơn em. Rồi, mời em tới chúng mình luôn đi. Con chào ba mẹ. Thực ra thì con nghĩ là chắc mà ba mẹ thì cũng đoán được là cái giới tính của con, nhưng mà ba mẹ chắc là sợ con buồn nên không có nói. Nhưng mà con nghĩ rằng là dù con như thế nào thì ba mẹ vẫn thương con và con vẫn mãi là con của mẹ. Nhưng mà con hứa là con sẽ trở thành một người tốt và sống có ích cho xã hội, cho cộng đồng. Cảm ơn những cái lời chia sẻ rất là chân thành của tụi em. Và chị nghĩ rằng là nếu ba mẹ em, tụi em mà có nghe được những cái lúc này thì cũng sẽ hiểu.
sẽ đồng cảm và cũng vẫn sẽ dang vòng tay mà đón nhận tụi em thôi. Bởi vì nước mắt bao giờ cũng chảy xuôi ha, mang nặng nẻ đau để nẻ đó là một đứa con nuôi khôn lớn thì ai cũng muốn con mình được sống trước tiên là mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Nếu như thật sự tụi em tìm thấy được cái hạnh phúc của chính mình thì chị tin rằng là ba mẹ vẫn sẽ đồng ý và vẫn sẽ yêu thương tụi em. Chúc tụi em sẽ có được cái sự đồng cảm từ gia đình càng sớm càng tốt nha. Yeah. Rồi bây giờ quay lại với câu chuyện của hai bạn. Bình thường là đến cái lúc này là chương trình của mình sẽ có một cái màn là sẽ chơi một cái những cái game nhỏ nhỏ của chương trình đưa ra để là cho các bạn thoải mái với nhau hơn. Nhưng đây cũng là một cặp đôi đặc biệt. Các bạn là những người trẻ năng động và các bạn có muốn thách đố gì với nhau, có muốn là đặt câu hỏi gì với nhau, các bạn hãy tự làm luôn đi, khỏi cần chương trình, được không? Dạ được. Mời em trước. Làm chồng đâu có dễ. Em chỉ có một câu hỏi thôi là giả sử nha, nếu như mà cái này là về trong cái vấn đề mà cảm xúc á, thì giả sử như hai đứa đang đi chung với nhau mà gặp một cái người con trai mà nó đẹp quá trời luôn, nó hấp dẫn đến mức mà không cưỡng lại được luôn á, thì em phản ứng sao? Hỏi khó trả lời. Đã đẹp mà không cưỡng lại được. Em nghĩ anh em hay anh hay là chị Tường thì gặp trai đẹp cũng sẽ nhìn thôi. Trời ơi, tụi đưa tôi vô giành giật với mấy đứa luôn hả? Trời ơi, rồi. Nhưng mà nữa? Cái quan trọng là cái cách của mình cư xử và cái cách mình phản ứng và cái bản thân của mình như thế nào. Như hồi nãy em có mention, có đề cập là nếu mà đã quen nhau thì chắc chắn phải chung thủy. Chỉ có một đối tượng. Nhưng mà cái khúc đó kìa, cái khúc đang đi mà gặp trai đẹp xuất hiện mà không cưỡng lại được nè, thì mình sẽ làm sao? Chảy nước miếng. Hay là cái gì đó mà có một cái cụ thể hành động lúc đó, chứ đừng nói là không nhìn nha. Không, cái công việc của em thì gặp rất là nhiều người đẹp. Nhưng mà cho nên em cảm thấy bình thường. Thế là quen rồi. Không, quen rồi. Rồi, em muốn hỏi gì anh? Anh có phải là người kiên nhẫn không? Kiên nhẫn cũng phải tùy trường hợp. Trong một mối quan hệ, ví dụ anh hẹn em đi chơi đi, nhưng mà em bận đi làm quá, cái mình lỡ hẹn, mà lần hai thì vẫn vậy mà, thì lần ví dụ tới lần ba mới gặp được đi, thì anh có phải là người kiên nhẫn như không? Kiên nhẫn đấy, trong trời. Cái chuyện đó thì anh rất là kiên nhẫn. Hay là khi mà anh thấy không được, anh sẽ tìm cái đối tượng mới để khỏa lấp cô đơn. Thực ra thì hồi nãy em có nói là trong cái mối quan hệ thì khi mà hai đứa quen nhau thì nó sẽ cần có cái sự chung thủy á. Thì anh cũng như vậy, một khi mà anh đã quen người nào rồi thì anh chỉ quen đúng người đó thôi. Cho nên là cái chuyện mà người đó có để mình phải chờ, phải đợi gì đó, nhưng mà họ có cái lý do chính đáng thì mình có thể kiên nhẫn mình chờ đợi, nó chuyện bình thường. Hai đứa còn thắc mắc gì nữa không? Còn muốn hỏi nhau gì nữa không? Dạ không. Rồi, hai bạn nắm tay nhau qua cái cửa trái tim đi ạ. 30 giây dành cho nhau, mỗi người nói với nhau một câu nữa, thể hiện cái tình cảm của mình, mong muốn của mình, cảm xúc của mình, hay muốn nói bất cứ điều gì ngay lúc này, để chúng ta sau đó bình tĩnh lại, suy nghĩ và quyết định đưa ra cái quyết định của mình là có bấm nút hay không. Mời hai bạn nắm tay nhau qua trái tim. Anh mong là sau này có thể đọc sách được cùng với em. Em thì cũng không phải là người thích đọc sách, nhưng mà em là người rất là thích được kể chuyện cho người khác nghe. Hy vọng là anh là người có thể giúp em, mình có thể là cùng nhau chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống. Rồi, hy vọng là mình có cơ hội. Cảm ơn hai bạn. Đặt tay vào nút bấm đi hai em. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu đồng ý hẹn hò, chúng ta bấm mạnh. Nếu không đồng ý, chúng ta lấy tay ra. Nha. Dạ. Nhắm mắt lại đi hai bạn. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi, để chị Tường hỏi xíu, tại sao bên đây bấm đúng mà bên đây bấm hơi trễ? Em đang còn phân vân điều gì? Thì em cần suy nghĩ. Suy nghĩ về điều gì? Có cái gì ở anh này mà em cảm thấy chưa được tự tin để mà bấm nút một cái nhanh lẹ? Không phải là không tự tin, nhưng mà tại vì cái suy nghĩ em thôi, em muốn cái gì đó nó kỹ và em cần khoảng 5-6 giây để chắc chắn là mình đang lựa chọn đúng. Hỏi cho vui cho hiểu thôi. Cho nên là em phải kiên nhẫn trong mối quan hệ này, vì bạn ấy luôn chậm một chút. Dạ. Nhưng hy vọng rằng chậm mà chắc nha. Dạ. Chứ không phải chậm mà mất. Dạ. Nha. Trước tiên là thay mặt chương trình gửi tặng cho hai em những chiếc vé xem phim của rạp chiếu phim Cinebox 212 Lý Chính Thắng để cùng xem phim những bộ phim thật hay với nhau. Và cũng như bao cặp đôi khác đã bấm nút hẹn hò, chúng ta hãy trao nhau một nụ hôn để kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp mặt. Chà, chiều cao đồ xứng đôi nha. Bạn trai này ăn mặc đẹp trai, gọn gàng ha, chăm sóc cho vợ nha. Rồi. Quê quán ở Đà Nẵng, hiện bây giờ đang sinh sống và công tác tại Biên Hòa, Đồng Nai. Đào như gì vậy anh? Đào Duy Hường. Đào Duy Hường hả? Dạ, Đào Duy Hường, quê quán ở Đà Nẵng, hiện bây giờ đang công tác ở Biên Hòa, Đồng Nai. Em bán đồ ăn vặt,
Bán đồ ăn vặt cụ thể là mình bán ở đâu anh? À, có bán ở trên Sài Gòn, bán ở đối là nói trong đây cũng là mình đi bán cũng khắp nơi ở Sài Gòn, hầu hết cũng đi hết. Bán đồ ăn vặt cụ thể là món gì anh? À, có trứng nướng, bát xào, có là chả cá viên chiên. À, coi như là mình có cái xe đúng không? Đúng rồi, mình có một chiếc xe để đi bán. À, coi như là bán ở khu vực Sài Gòn, Đồng Nai đồ này kia luôn. Dạ. Rồi, anh bán vậy thì thường cái thu nhập của mình thì như thế nào anh? Thì nếu trong có hôm thì cũng tùy theo bữa, có hôm thì được 4-5 triệu, còn có hôm thì được qua 4 triệu, nhưng mà trung bình thì mỗi một hôm thì cả 3 triệu, đến là 3 triệu rưỡi. Là ngày á hả? Đúng rồi. Trời ơi, bán cũng được quá ha. Thì ví dụ như đúng mà thứ bảy với chủ nhật thì mình bán cũng được ở là 5 triệu đến 6 triệu. Anh là sinh năm bao nhiêu? Là anh sinh năm 1981, ngày 20 tháng 1 năm 1981. Rồi, ok. Coi như là bây giờ là cái kinh tế của mình buôn bán này kia nó cũng ổn định rồi ha. Đúng rồi. Dạ rồi, ok. Bây giờ anh nói một xíu về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Thì nói chung cái điểm mạnh của mình thì coi như là biết là sống tự lập, tự do. Mình biết tự quản lý và mình biết tự làm, có cái gì mình cũng làm được hết. Còn cái điểm yếu thì nói chung cái thời gian thì mình đi bán đêm thì nó cũng không có được cái thời, mình không có được cái thời gian để đi tìm những bọn gái. Thì làm cho đến bây giờ thì mình cũng chưa tìm được bọn nào để vừa ấy, và cũng chưa có cô nào để mà họ chịu nói chuyện với lại mình. Nhưng mà trước giờ là anh đã từng lập gia đình chưa? Giờ đã chưa, về là cũng nói thiệt với lại chương, cũng nói thiệt với lại chương tình rằng là mình là mồ côi cha mẹ từ hồi nhỏ, mình học trước nào là đang ở trong trại trẻ mồ côi của thành phố Đà Nẵng. Nên là mình bỏ mình đi bộ ở trong này từ hồi năm là mình mới có 15 tuổi. Bây giờ là mình đang tự sống và tự lập một mình. Vậy đó hả? Là ba mẹ mình mất hay là mình cũng không biết ba mẹ luôn? Thì nói chung mình cũng không biết ba mẹ mình luôn. Vậy là từ nhỏ là khi mà người sống ở trong trại trẻ à? Đúng rồi. Rồi nói chung là hoàn cảnh của mình cũng đặc biệt ha. Rồi nhưng mà anh ví dụ anh buôn bán gì đó cũng gặp nhiều người mà chẳng lẽ không ai phù hợp với mình hả? Thì nói chung mình cũng có gặp nhiều người, nhưng mà khi ở quý ra thì mình cũng có thiệt về cái hoàn cảnh của mình là như thế. Vì mình không có cho mẹ thì người ta họ lại kêu là họ cần một cái bữa ăn gia đình đã cho phở cá cho phở cá mẹ. Với hơn nữa thì họ thấy mình đi buôn bán một cái nghề như thế thì họ nghĩ là chắc sau này mình có nuôi nổi được họ không. Thì họ thấy như thế nên họ không, nên là họ không chấp nhận đâu. Từ đó tới giờ là mình cũng mặc cỡ, mình cứ dùi đào vào trong cái công, mình cứ vùi đầu vào trong cái công việc biết. Cứ đi bán hàng ngày, mình cứ đi hùa thôi, không là nói chung không có một ngày nào nghỉ ấy. Có như nay là mấy giờ anh đi bán? Thì nói chung tầm đó cỡ 4 giờ là đi bán. Biết tới cỡ 1-2 giờ đêm mình mới về. Bán 4 giờ chiều tới 1-2 giờ đêm. Coi như là nay là bán ở dưới Đồng Nai hay Sài Gòn? Cái nay mà nếu mà đi bán là đi bán tại Sài Gòn, nhưng mà bữa nay là nghỉ vì là ở bên chương trình hẹn hò nay thì phải nghỉ để ở nhà, chứ còn mà đi bán thì nó không kịp, có cái thời gian sáng mình làm hàng nữa, sáng mình làm hàng ra thì ví dụ trời ơi, nhưng mà hôm nay chỉ là cái buổi cáp nhanh thôi mà. Thì đúng rồi, thì cái buổi cáp nhanh, nhưng mà ví dụ trừ mình làm hàng ra thì mình cáp nhanh, ví dụ như tăng cái thời gian mình cũng không biết là bao nhiêu lao hết nên là Trời ơi, rất là nghiêm túc luôn. Rồi, ok, bây giờ anh nói một xíu về hình mẫu bạn gái anh mong muốn đi. Thì nói chung là mình cũng mong muốn rằng là tìm một người để biết đồng cảm và chia sẻ là cái thứ nhất. Cái thứ hai nên là biết quan tâm về gia đình. Cái thứ ba là biết yêu thương chồng con sau này thôi. Thì nói chung đẹp đặc xấu thì chuyện đó thì mình không có quan trọng. Ví dụ chỉ có chồng rồi cũng được, mà giờ chị họ chưa có chồng cũng được. Không, mình chuyện đó là không có quan trọng. Rồi anh còn cái yêu cầu gì đặc biệt nữa cô này nữa không? Thì nói chung mình chỉ cần cái là họ chỉ cần biết thông cảm và chia sẻ cho mình trong những lúc có cái công việc mệt nhọc,
Nhưng đã như thế là đủ rồi, có hơn nữa là mình cũng muốn họ thật lòng đối với mình. Dạ rồi, nói chung bây giờ anh chỉ cần cái người nào mà hiểu được cái hoàn cảnh của mình, là thương mình thật lòng với mình đồ này kia ha. Đúng rồi. Dạ rồi, anh còn yêu cầu gì nữa không, hay anh có không thích điểm gì ở người phụ nữ không? Thì nói chung thì mình cũng không thích về là những cái ví dụ như là về và ăn chơi sa đọa hoặc là không biết lo cho chồng con, thì cái đó thì nói chung mình cũng không thích. Chơi sa đọa. Dạ rồi, ok. Ủa rồi ví dụ như nay cát xong đi, buổi chiều nay, rồi chiều nay anh làm gì, anh chuẩn bị hàng cho ngày mai hả? Đúng rồi, chiều nay thì chuẩn bị hàng cho ngày mai để ngày mai đi bán. À rồi, ok. Nói chung là hôm nay chỉ là cái vòng đầu tiên thôi, còn những cái vòng sau thì là sẽ có biên tập làm việc thêm với anh, cũng như là có người phù hợp á, thì chương trình Đúng sẽ rồi. hẹn anh để lên ghi hình trực tiếp luôn, gặp anh Quyền Linh nè, chị Ngọc Lan đồ ha, và gặp bạn gái luôn. Đúng rồi. Là Dạ thì rồi, nói ok, cảm chung ơn thiệu về họ tên tuổi quê quán và công việc của mình nha. dạ em xin chào chương trình ạ. Em tên là Dương Minh Quân, năm Dương nay Minh là Quân hả? Dương Dương Minh Quân, Rồi. sinh năm 1984. Rồi. Nguyên quán là tỉnh Hậu Giang, huyện Vị Thủy. Công việc của em là làm bên xây dựng, Xây dựng mà mình cụ thể là mình làm cái gì? thầu xây dựng. À, thầu luôn, là mình làm ở dưới khu vực Hậu Giang hả, hay làm ở đâu? Dạ, làm khu vực ở Hậu Giang cũng như em đi lãnh nhà tư đồ, em làm nhà tư đồ đó, À, nhà nông rồi. thôn À, á. rồi. Ok, bây giờ anh Quân nói một xíu về những cái tính cách, điểm mạnh, điểm yếu của mình đi anh. Dạ, điểm mạnh của em là làm việc năng động, còn điểm yếu thì hay xúc động. Nói chung là nhiều cái chuyện mà nó hơi buồn, cái kiềm chế không được thì hay xúc động. Rồi còn gì nữa không? Hay giúp đỡ người khác, hay cho người ta mượn tiền khi người ta Trời ơi, hồi giờ cho mượn nhiều không? trả. Thì nói chung thì làm rồi lính nó mượn, nó hỏi mượn đồ này kia đó. Ví dụ tiền của mình đó thì mình thiếu người ta, thì bây giờ mình làm thầu mà thiếu lính thì thiếu không được, mà còn lính nó Nó thiếu mình xù nó thì không nó trả. nói chung nó sầu, nó không trả đó. Trời ơi. Rồi, nhưng mà trước giờ là anh Quân là đã từng lập gia đình gì chưa? Dạ, em đã lập gia đình, em được hai đứa con mà em chia tay năm nay nữa, cũng là được 4 năm mà chị. Chia tay được 4 năm rồi. Rồi hồi đó làm sao, ở với nhau bao lâu, con bao nhiêu tuổi mà làm sao chia tay? Em đứa gái lớn em là được 13 tuổi rồi, còn đứa nhỏ thì được 4 tuổi rưỡi. Thì em cũng mê mãi mãi mê công việc làm á, rồi không chăm sóc được cho cái gia đình mình nó, rồi cái đồ vợ mình nó ở nhà nó có bạn mình không hay. Sau sanh thằng nhỏ sau mới có 6 tháng rồi nó bỏ cho em nuôi nó đi, rồi mình cũng không hay, thì biết nó đi với Rồi. người ta rồi, thì mới chia tay. Là mình anh nuôi hai đứa con đó hả? Dạ. Trời ơi, là bỏ đi 4 năm nay rồi có liên lạc gì về À, lúc mới đi thì cũng có gọi về, mà có khoảng chừng 3 năm trở lại đây thì không có gọi gì. không? Rồi mình một mình nuôi con thì có ai giúp mình không hay sao? Dạ không chị, nói chung thì cũng đi làm rồi gành gánh gánh hai đứa con này nuôi, thì đứa lớn nó đi học thì nó tự đi về được rồi, còn đứa nhỏ thì em gửi bán trú, rồi chiều sắp xếp thời gian thì về rước con. Rồi, vậy thì bây giờ anh mong muốn tìm một cái người như thế nào ha? Thì em thì cũng có gia đình hai đứa con, thì em cũng muốn người nào chung hoàn cảnh như em á, về để mà mình chia sẻ với nhau những trong cái cuộc sống, để mà một nửa của mình để còn đợi á. Rồi, tuổi tác vùng miền của người này thì ở đâu được anh? Thì nói chung thì em thì không có quan trọng ở xa hay gần, yêu cầu mà cưới về thì
Nhà em thì đã có nhà riêng rồi. Ừ. Mình cưới về thì ở đây rồi, thì mình lâu lâu thì về quê đồ thăm quê thì cũng sắp xếp được công việc đó chị. Để ổn định thì thôi. Rồi tuổi tác vùng miền của người ta thì sao? Tuổi tác? em năm nay thì cũng 40, thì em cũng tìm từ 40 tới 30 thôi. Ừ. Để cho nó chạc trên công việc để trong một cái gia đình đó chị. Rồi, ok, còn yêu cầu gì nữa không anh? À, cũng không có cần yêu cầu gì, chỉ biết làm ăn chăm sóc gia đình là được rồi. Ừ. Dạ rồi, ok, nói chung hôm nay chỉ là cái buổi cast đầu tiên thôi ha. Thì có gì vào vòng 2 thì sẽ có biên tập trao đổi thêm thông tin cụ thể với anh nữa nha. Dạ. Rồi, ok, cảm ơn anh Quân, mình cast xong rồi anh. Rồi, em cảm ơn anh Trần ạ. Dạ. Lê Quang Anh Tuấn hả? Dạ. Anh Tuấn hay là cái gì? Dạ, tên em là Lê Quang Anh Tuấn. Rồi, sinh năm 90, đang làm nghề tóc, là cụ thể là dạ. Mình có tiệm hay mình làm cho người ta? Dạ. Mình làm, mình có tiệm hay là mình làm cho ai? Dạ, chị, cái tiệm của em mở ở Sài Gòn luôn á chị. À, là có tiệm mở ở Sài Gòn, tên gì? Dạ, tiệm cũng tên Tuấn luôn chị. À, rồi, mình là chuyên về tóc nam hay sao? Dạ, nói em chuyên cả nam lẫn nữ luôn chị. Ừ, tóc nam nữ luôn. Rồi, quê mình là ở đâu Tuấn? Dạ, quê em ở Vũng Tàu chị ơi. Rồi, ok. Bây giờ mình nói một xíu về bản thân mình đi. Điểm mạnh, điểm yếu nè, rồi sở thích, tài lẻ của mình như thế nào ha? Dạ, cái điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình. Còn cái điểm yếu của em là không biết ăn nhậu thôi chị. Ừ, không biết ăn còn nhậu. Em thích là em thích giống như cái việc mình làm, giống như cái gì nói chung mà mình thấy được là mình thích hết chị. Ừ. Rồi mình có ca hát thể thao này kia đồ không? Ôi, em hát hay lắm. Rồi hát thử một đoạn luôn đi. Hát thử một đoạn luôn. Hát thử một đoạn luôn hả? Đúng rồi, trời, thể hiện luôn nha. Giờ mình hát đây nó quê quê sao chị ơi? Không sao, mình tự tin lên, trời ơi, có gì đâu. Phải làm sao em hiểu, anh giờ đây hết yêu. Rồi một đoạn thôi chị ơi, em thuộc một đoạn thôi. Trời ơi, có một câu à, ngắn quá. Nói chung là hát cũng được đó. Thì cố gắng nếu mà được chọn á, thì chuẩn bị bài hát gì đó lên để tặng cho bạn gái ha. Rồi. Em hát hay lắm mà, giống như một cái bài nào mà em chọn lên em hát em tặng cho bạn gái là bạn gái em thích em liền. Trời, tự tin vậy luôn á hả? Ừ. Rồi trước giờ là mình trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, từ mà lúc nhỏ đến lớn giờ là chỉ có đi thương thầm thôi chị ơi, tại vì cái em nhát gái lắm, chị thấy em nói chuyện chị em còn run mà. Ừ, là không có quen ai mà chính thức hết hả? Dạ không chị ơi, giống như mình thích người ta là mình thích thầm vậy đó. Lúc mà mình sợ ra, mình bộc lộ ra là mình sợ cái người ta biết cái là người ta hết thích mình luôn á. Ừ. Em sợ. Là hồi giờ thích người ta mà không có ai bày tỏ ra luôn. Trời ơi, sợ lắm chứ, thà mà mình nói ra mà nói chung mà được á thì mình cũng tiến đến, mà nói ra sợ không là mình mất đi cái tình bạn đẹp luôn á chị. Ừ. Rồi vậy thì là hồi giờ biết cảm giác nắm tay hay hôn bạn gái chưa? Cái đó chưa. Chưa luôn. Trời ơi, còn trong trắng trên nguyên nữa hả? Thu rồi đó, là em biết được cái cảm giác là nắm tay một người con gái luôn á chị. Muốn gì mà hôn nữa. Trời ơi, mình cắt tóc vậy rồi, tóc nữ rồi, mấy cô gái tới làm cũng nhiều, chẳng lẽ không tán được ai? Không chị ơi, giống như mình làm mình tập trung vào việc thôi. Còn những cái vấn đề mà liên quan đến tình cảm đó thì nói chung là chị biết sao không? Là em dẹp qua một bên. Hello? Chị ơi. Vậy là mình có tắt không? Ok, sorry, chị bị rớt mạng.
Rồi, bây giờ Tuấn nói luôn, chia sẻ về cái hình mẫu em mong muốn đi, về ngoại hình, tính cách, tuổi tác, vùng miền của mình luôn nha. Chị ơi, nói chung giờ em một người con gái mà nói chung là vui vẻ, nhiệt tình là được rồi. Còn cái hình mẫu của người con gái thì mình đâu có quyền để mình chọn, mình lựa đâu chơi cho chị. Thì bây giờ mình phải nói yêu cầu ra, chương trình mới tìm cho mình được nè. Về tuổi tác, bạn gái thích làm sao? Nói chung là vui vẻ, nhiệt tình. Rồi thêm biết nấu ăn thôi, chứ em không biết nấu ăn. Rồi, biết nấu ăn. Rồi, ví dụ như bạn gái tuổi tác, vùng miền ở đâu thì được? Vùng miền ở đâu cũng được, chị ơi, miễn sao mà có bạn gái là được rồi chứ. Ế quá lâu rồi chị. À, vậy ế quá lâu rồi. Tuổi tác bằng mình hay nhỏ tuổi hơn hay lớn tuổi hơn? Nhỏ hơn chị ơi, chứ lớn hơn, con gái mau già lắm. Ừ, thích nhỏ tuổi hơn đúng không? Rồi, dạ. Còn yêu cầu gì đặc biệt ở cô này hay có điểm gì không thích ở bạn gái không? Dạ không, giờ giống như mình việc làm thì mình cũng có rồi. Mình cũng ổn định, cũng ở Sài Gòn rồi. Nên giờ nói chung là mình làm mình nuôi vẫn được chị. Ừ, rồi ok. Nói chung hôm nay chỉ là cái buổi phỏng vấn đầu tiên thôi. Nếu mà mình được chọn thì sẽ có một cái vòng 2 nữa. Mình sẽ trao đổi kỹ thêm với biên tập ha. Và có cái người phù hợp thì chương trình sẽ báo cho mình để mình tham gia, mình ghi hình gặp bạn gái nha. Nhìn em xấu vậy chắc rớt rồi, thiệt luôn, từ nhỏ tới lớn giờ ai cũng chê. Trời ơi, phải tự tin lên. Tuấn là mình cao nhiêu, nặng bao nhiêu ký? Dạ em cao 1m76, 75 ký. Nặng 75 ký. Rồi ok, ngoại hình ok mà. Tưởng ta ngoài là nhìn vô nó ngầu lắm, mà không biết sao người ta ghét mình cái ngầu hay là ghét mình cái xấu mà đến giờ chưa có bộ. Ừ, nói chung là nhìn vô là thấy ngầu phải không, người ta sợ đó. Lên nhìn phải vô, cười nhiều đồ lên, gặp bạn gái phải cười nhiều, hát đồ này kia chuẩn bị. Rồi đó, ok. Chị biết sao không, cái tính đam nó vui lắm, vui vẻ lắm, hòa đồng nhiệt tình lắm. Rồi ok, cảm ơn Tuấn ha, cái buổi cát của mình ơi. Này ra bẻ bắp tiếp bà dì. À rồi ok. Vậy mình tranh thủ mình phỏng vấn nhanh để mình đi bẻ bắp tiếp ha. Rồi bây dạ. giờ mình nói về họ tên, tuổi, quê quán và công việc của mình nha. Dạ. Rồi mình giới thiệu đi anh. Em tên Nguyễn Minh Trường. Năm 1989. Nghề em nghề cơ khí xây dựng nhà tiền chế đâu chị. À. Là quê mình ở đâu? Quê em ở Đồng Tháp, xã Tân Quế, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. À, rồi, nhưng mà rồi nay là đi ra bẻ bắp giùm bà dì hả? Bẻ tiếp bà dì. Rồi bắp. mình ngồi cố định được không? Mình nhìn thẳng vào camera điện thoại đó. Rồi, tại đang mưa lâm râm á. À, rồi mình vô chỗ bớt mưa chưa? Rồi. Rồi ok, rồi mình nhìn thẳng camera điện thoại ha. Rồi làm thường mình làm cái nghề cơ khí xây dựng như vậy thì cái thu nhập trung bình của mình thì như thế nào? Thì như nhận nhà nhận cửa thì làm cũng tầng hai tầng như đó, em kiếm 10 triệu mấy triệu. Rồi ok. Bây giờ anh Trường nói một xíu về điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh điểm yếu em có em là sao chị? Mình tự tin nhất cái điểm gì trong công việc rồi này kia các thứ nè. Trong công việc thì điểm mạnh em trong công việc là em ok hết. Trong chuyện tình cảm thì em dở vụ đó lắm chưa. Chuyện tình cảm dở là sao? Hồi giờ là có quen ai chưa? Em cũng hai đời vợ rồi. Trời ơi, vậy mà kêu dở ông ơi. Cũng vì công việc rồi em đi làm rồi ở nhà nó cũng đi luôn. À, vì công việc thôi. Rồi bây giờ kể nghe thử coi là cái lần đầu mình cưới vợ là ở làm sao mình kể ha. Lần đầu á thì vợ em nó ta mà làm mai á. Nó nghe lời bà nội vợ nó rồi nó mới đồng ý lấy em. Rồi sau này bà chết đâu được năm vậy bà chết rồi nó cũng đi luôn. Ủa kỳ vậy? Là do bà nội mất hay là do mình sao, lý do chia tay là cái gì? Do bà nội nó mất á, rồi nó cũng như là trước khi nó lấy em á là nó có người yêu nó rồi đó. À. Bên đó người ta không chịu ở dòng họ á. Rồi bây giờ nó mới đổi ý, rồi nó bỏ đi. Nhưng mà rồi ở bao lâu, ở mấy năm? Ở được năm mấy vậy. Có con chưa? Dạ chưa.
Rồi bỏ rồi đi. Rồi gì nữa? 7-8 năm sau em mới đi lên trên lên Đồng Nam làm 7-8 năm rồi mới gặp vợ trên cao lạ trên Sài Gòn, rồi cũng ở được năm mấy hả, cũng được 2 năm mấy, rồi sau này em đi lo đi làm công trình gì nè, rồi đi sáng đi tối mới về á. Nó bỏ nó cô đơn này kia, với lại mình nó em đi hoài như rồi nó em có bồ này kia, rồi nó cũng bỏ đi luôn, đi theo con lính em. Trời ơi vậy đó hả? Rồi mình buồn không hay sao? Thì buồn 3-4 năm trước, 3-4 năm trước em buông lơ cuộc đời, em đi chơi đi này kia, không có làm, chỉ đi chơi thôi, ăn nhậu. Rồi giờ ngoại bà yếu rồi, giờ về nhà, giờ dưới quê với này 2-3 năm rồi, 2 năm mấy nay tập trung vô công việc làm. Nhưng mà là hai đời vợ mà có con chưa? Dạ không. Chưa có con luôn. Dạ. Trời ơi rồi bây giờ mình mong muốn tìm một người như thế nào nè? Chỉ cần tìm một người, không quan trọng là đẹp hay xấu, không giờ không quan trọng giàu nghèo, nhưng mà chủ yếu là biết thương chồng, lo cho gia đình, lo biết lễ đa lễ nghĩa đạo đức thôi, Rồi tuổi tác vùng miền đồn sao? không quan trọng cái chuyện đó chị. Coi như là người ta từng ly hôn các con kia cũng được đúng không? Dạ. Rồi ok, còn yêu cầu gì đặc biệt nữa không? Chỉ cần người đó chung thủy với em là được. Rồi. Mọi chuyện trong cái xã hội này đi kiếm tiền em gánh vác được. Coi như là mình ly hôn cách đây bao lâu rồi? Hôm nay được 5 năm chứ. Ly hôn trong 5 năm đó mình có quen ai không? Dạ không. Là chỉ tập trung làm thôi đó. Giờ nghe tới phụ nữ sao em thấy ám ảnh vợ em quá. Vậy hả, vợ nào? Vợ sao vậy À, nè. phụ nữ là ám Làm ảnh đó hả? nhiều đưa hết, nhiều gom hết. Chung là lúc mà quen nhau thì em vừa làm công ty, vừa làm công ty, rồi em thấy rồi nếu mà làm công ty á, 5-10 năm nữa mình ra nghề, ra công nghỉ công ty về hưu thì cũng đâu có được cái tiền gì đâu, tiền bảo hiểm về mình không có cái nghề gì mình nuôi sống bản thân đến hết cuộc đời, cho nên em suy nghĩ vậy em mới đi làm, đi học nghề, vừa làm vừa 2 năm mấy, hai năm Rồi. mấy nuôi con nó tới khi cưới nữa là 3 năm, con nó học một tuần là con riêng của vợ em á, học một tuần 1,2 triệu là một tay em lo hết, vừa công ty vừa học nghề. Rồi, ok. Nói chung là cũng đã nắm được cái thông tin của mình rồi ha. Thì nếu mà có người phù hợp á, thì chương trình sẽ thông báo sớm cho mình biết để mình sắp xếp mình tham gia nha. Dạ. Rồi ok, cảm ơn anh Trường. Mình cắt xong rồi anh. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Rồi rồi, cảm ơn.